thì cha cũng vậy. Cha thương tất cả loài người xuống trần gian này đều con của cha ở dưới này, mà bây giờ nó không có nghe thì cha phải tức giận. Dù cho con nói đạo nào đi nữa cũng là cha là nắm binh quyền là lớn tất cả, mà có người không có biết tới cha, không có biết tới mẹ. Đến cái ngày càn khôn vũ trụ, cha ông chỉ xuống một cái là không còn cái gì. Lú ra tới ngoài rồi dư ọc dư mặt luôn. Đó như vậy á, là nguyên chất không à, thì pha chi nữa. Để đó. Thật quá nó động. Vậy đó, pha chi nữa. Nguyên chất nè. Vậy đó. Quá nhớ bởi vì càng chi ấy nữa. Quá khứ rồi. Chưa nhận nuôi là thùng là ba thùng là kèo nào cũng nhận vậy nè, không nó mới mau lên. Dạ. Thì kính thưa cô Năm, con nghe cô Năm nói là các chị cũng thành ra tay rồi. Không biết thì khi một vụ hỏa hậu lửa cháy nước chanh thì còn gì nữa không cô Năm? Cô Năm nói để bà con. Thì bây giờ nha. Thì bây giờ nè, kim mộc thủy hỏa thổ là cha đó, cho năm bà đó làm việc cái đó. Thì bây giờ cha ra lệnh cho bà quả thử rồi đó, để là nhiệt bà quả là lửa nè, chỗ nào không ấy bà cho lửa cháy, hoặc là cái xã, cái phường, cái huyện nào đó không tu bà cho cháy chỗ đó. Bà thổ thì đất không tu cho nào bà cho sập đó. Còn là bà thủy là nước, chỗ nào không tu bắt cho nước cạn, không có nước uống, cho trừng phạt đó. Thì dương định của cha, cái này cha có lệnh ký lệnh là năm bà nó mới làm mà, chứ không phải như không mà mã có lệnh đâu. Cái gì cũng lệnh của cha không, nói chung là cha là ra lệnh hết thì mới làm. Thì hôm trước cha cũng có xuống điện có nói là tới đây đó, chỉ tới tháng 5 còn giữ nữa. Khi mà cha xuống bút rồi đó mới là giữ nghe, bây giờ này chỉ cho trừng phạt từng chỗ từng dùng thôi, là cha mới sai năm cái bà đó làm gì. Mình gọi là ngũ hành chứ không phải là ngũ hành, là dạng ban ngũ hành là khác nghe con. Còn năm người là mình đếm theo cái tiếng mà tiếng chữ nho đó, là năm là ngũ đó, mình năm bà là mình gọi là ngũ hành. Năm bà đã hành của làm việc cho cha thì mình gọi là ngũ hành, chứ năm bà mình gọi năm bà mới đúng. Năm bà khi mọc tiêu qua tổ đó làm việc cho cha, chứ không phải mình gọi ngũ hành. Ngũ là số năm, con số năm. Còn dạng ba ngũ hành là khác nữa. Dạng ba ngũ hành đã đến lúc mà cha ký rồi đó, thì những người nào mà nó lọt sổ là bên dạng ba ngũ hành làm việc, thiên ma nó xuống làm việc, bóp đầu lật ngang. Lật ngang chết là bác sĩ mình gọi là đột quỵ. Đó. Đến đó đó. Chứ bây giờ là còn phạt. Còn phạt từng dùng và cho năm bà đó để tỷ quả thảo đó, đất sập, nước không có uống, bà quả thì cho cháy. Bà kim thủy mộc á thì cho chừng cái chỗ đó không tu thì cho cây cối chết hết. Không có nước thì cho phải cho chết. Đặng mà trừng phạt coi nó thức tỉnh chưa. Mình chưa thức tỉnh đâu, nó không thức tỉnh là con biết không. Nói chung là từng dùng, cái dùng không có tu rồi đấy, không có một người tu mà con lọt vô con tu một cái nó chữ con là quỷ đó. Nó vậy đó, bởi vì cô đã thấy rồi, ở cái dùng không tu có một đứa nó tu nó lên đây nó nói cô ơi, con tu con cũng lại nó chữ con bá chữ luôn, thì nó lên nó nói con mới biết. Rồi hỏi đó, nó không phải tu hết trơn con mà con cúng nó chữ con không dám cúng mà cho nó thấy nè, đợi nó ngủ con mới dám ra bàn tiên cúng. Nói vậy luôn đó, là con thấy đi, phải thấy người ta tu thì mình không tu thôi đừng chữ người ta, nói tu quỷ tu ma tu cái gì đó, con thấy chưa. Đối với nó không tin, nó chưa thấy, nó thời chưa tin nữa, tới chừng nó thấy rồi nó tin thì đâu có kịp, đâu có kịp nữa. Lúc đó ăn năn cũng muộn màng rồi, kêu Phật và cũng đâu có cứu được. Vì người hung ác tàn bạo Phật đâu có cứu được. Chứ phải nó chịu tin á thì cũng còn đỡ. Trừng phạt cho nó thấy nè, cái chỗ đó chưa đâu,
đến ngang chỗ nào mưa mà chỗ đó không mưa, tới mùa mưa nè con thấy chỗ đó không mưa đó, chứ không phải mà tôi chăm tới mùa mưa đâu, cái chỗ này mưa mà chỗ đó không mưa, nói vậy đó, chứ không phải mà nó tới mùa mưa cái tôi có nước, giờ tôi không có nước tôi chăm tới mùa mưa, nhưng mà cái chỗ đúng không cho mưa, nói vậy đó. Để đó con coi cô nói là y chang hết trơn à, cô không phải mà cô nói là cô nói trước, chứ phải đợi tới rồi cô mới nói. Nên là bà con bây giờ chỉ có tu ăn năn quay đầu là bờ còn kịp, xúm với nhau đặt bàn đi cầu mưa đi, cầu nguyện ơn trên trời Phật ban bố nguyên một cái làng đó đi, thì ở trên cha mới thấy bây giờ nó cũng ăn năn nó tu thôi cho. Con này đâu có tin đâu, con thấy không, không có tin, nên là chưa tới mùa mưa chứ chỗ đúng không mưa. Tại sao cái giếng ở đâu tao khoan cũng được mà đó khoan không có nước, người ta bây giờ người ta đem, người ta nói bây giờ người ta đem giếng tiền xuống tao khoan mà khoan không có nước, còn Cà Mau thì khoan còn có nước lấy lên được đó. Chứ phải mà con nói đâu, cái gì mà thiên tai đã lập ra rồi là không có ai mà chống cự lại được, gọi là thiên là trời rồi, thì trừng phạt những người lời người tàn bạo, thầy cũng nói tại lời người tàn bạo gây nên thì bây giờ nó phải lãnh, thầy cũng nói luôn mà, lời người tàn bạo nó gây nó bây giờ nó phải nhận lấy, chứ không có phải là trời Phật mà phạt, phạt là do nó làm không đúng thì cho nó phạt cho nó thấy, chẳng nó ăn năn mà nó không ăn năn. Nên là bà con bây giờ phải gán, cô đây cô nói rất là tận tình cho bà con, cô không có nói dầm do, mà cô cũng không có nói xa vời, mà cô cũng không có nói văn chương gì hết, cô nói thực tế cho bà con gán tu niệm Phật làm hiền làm lành cạn kiệt rồi, không còn gì mà để nói xa xa vời nữa. Nên là bà con nếu cái dùng nào hay cô nói đây bà con, nếu coi cái clip này thì nghe lời cô đi, ví dụ một cái ấp đó không có nước quá khổ, bây giờ mình lập cái bàn ra ngoài trời, mình cùng nhau mình gian sinh, mình tha thiết, mình ăn năn sám hối, mình mới nguyện với hoàng thiên hậu tổ, chín phương trời, mười phương chư Phật, cha Ngọc Hoàng từ bi ban phước cho chúng con, bây giờ chúng con hôm nay biết ăn năn hối cải, bây giờ chúng con đang ở trong ấp này nước không có nước, thì nhờ ơn trên cha từ bi ban phước cho chúng con, hôm nay chúng con biết ăn năn hối cải quay đầu thì có thể xuống cho đám mưa. Cũng như là cái phim mà Tề Thiên đó, đi qua một cái nước nào đó không có nước đó, không có mưa, hạn hán chấp chết hết trơn, ông vua ông ra đặt bàn cầu nguyện ở trên trời ban cho đám mưa, vì thấy nó từ bi, nó đã biết ăn năn, nó tin tưởng chờ Phật thì ban cho nó. Con này ngang ngược ban cái gì, bây giờ giống như con đẻ 10 đứa con đi, đứa này nó ngang ngược cứ đi hút chích thì con đâu có nói không nổi, thì con phải đưa nó vô chạy cải tạo đó. Còn cái đứa mình nói nó nghe thì mình thương mình lo cho nó, thì cha cũng vậy, cha thương tất cả loài người xuống trần gian này đều con của cha ở dưới này, mà bây giờ nó không có nghe thì cha phải tức giận đó. Dù cho cô nói đạo nào đi nữa cũng là cha là nắm binh quyền là lớn tất cả, mà có người không có biết tới cha, không có biết tới mẹ, đến cái ngày càn khôn vũ trụ cha ông chỉ xuống một cái là không còn cái gì. Có người nói tu tao Phật tôi không biết cha Ngọc Hoàng mẹ đi mẫu lại gì, bởi vì nó ngang ngược vậy đó. Mặc dù là cô nói đây là Phật là ra khỏi tam giới không có luân chuyển, nhưng mà cha nắm binh quyền, cha nắm tất cả, cha cho lấy là cũng cha, Phật đâu có cãi được, Phật chỉ qua gian sinh thôi. Phật thì từ bi thương chúng sanh mà cũng không nói, nó cũng nghe không nghe hết. Nên là bây giờ bà con nếu cái chỗ nào mà quá khổ hen, không có nước hen, đặt bàn cầu đi, cầu ơn trên cha từ bi ban phước xuống cho chúng con, hôm nay chúng con biết ăn năn sám hối, tâm từ bi thương mọi người,
biết quay đầu ăn chay niệm Phật, phát tâm cái chỗ đó có thể là hết á. Còn nói đến đây hen, nếu bà con nào mà có nghe được cái clip này thì làm như cô, còn tin thì làm, không tin thì thôi, cô cũng không có ép. Thì cô biết thì sao cô nói như vậy, mặc dù là thầy nói nhưng mà con người mình thay đổi đi thì nó sẽ thay đổi liền. Con người mình thay đổi nè, biết tu nè, biết ăn chay niệm Phật thì cái thiên tai cũng thay đổi. Rồi cô nói vậy đó, mình cho bà con để mà tích tỉnh mà tu cho kịp. Tới đây cô còn đi xuống Cà Mau nữa, bởi vì hôm trước mẹ cũng có nói tới đây con còn đi rất là nhiều, mà mình thấy mình phát gạo dùng vòng trong tỉnh mình thôi, bây giờ đi các tỉnh luôn, có thấy không? Nói trước luôn cho cô biết luôn đó. Nó mới nói mà bữa đi trên Vĩnh Sương, mẹ nói con còn đi rất nhiều chỗ nữa. Mình thấy chưa, bây giờ đi tới Cà Mau, Tiền Giang rồi giờ tới Cà Mau. Cái gì cũng cho cô biết hết, nên cô biết bao nhiêu, cô nói cho bà con biết lợi bao nhiêu, để mình làm mình quay đầu và cho kịp. Bây giờ con hỏi gì nữa không? Thì hỏi đi, hỏi gì thì cô nói, biết cô bơi biết nhiều cô nói nhiều. Thì con hỏi tiếp nè, cái này là trong sấm giảng thầy có nói nè, ngũ hành cùng các chư thành từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, rồi chuông kia chế sợ chỉ mình, chẳng lo thân phận, lo dành bữa mâm. Thì đó, có phải là những cái câu mà đã nói ngũ hành đấy cùng các chư thành rồi, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, có phải đây là những cái màn mà ngũ hành người ta đang trừng phạt? Đúng, người ta đang lâu rõ cho mình thấy, lâu rõ rồi đó con. Ngũ hành là mình gọi là năm bà đó, là ngũ hành đó, cùng các chư thần đó, là chư thần đó. Bởi vậy thầy cũng nói là chư thần tuần dẫn năm canh về tượng giới tâu qua tượng đế, bây giờ cùng với năm mẹ ngũ hành, mình gọi là năm mẹ đó, để hợp tác nhau đi trừng phạt những người không tu đó, tới luôn rồi đó. Như mà cái chuông mà treo cái sợi chỉ rất là nhỏ, không biết đứt giờ nào, như chuông mà treo sợi chỉ mà. Đó cũng như cái màn nó đến rồi, bây giờ hen, cái sợi cái chuông mà nó bự mà con treo cái công chỉ nhỏ xíu, không biết đứt giờ nào, nên là phải gán, còn không là tới đây nó chết sắp lớp luôn. Ngũ hành cùng các chư thần để đi đó, bây giờ cha nó ra lệnh đi, đi lọc lừa đó, đi sàng sảy cho, chứ chưa có ký lệnh là xuống bút ngang. Nên là bây giờ đi chư thần cùng ngũ hành đó là năm mẹ đó, làm việc đó, không phải bên ngũ hành, dạng ban ngũ hành là khác nha. Cô nói rõ ràng, mình kêu năm mẹ đi cho dễ. Năm mẹ đó là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đó, năm mẹ cùng các chư thần đó, để đi từng giảng đây đó, coi chỗ nào không tu trừng phạt. Trừng phạt chưa có ký à ngang, cha cho bây giờ dặn ba bên ngũ hành với chư thần đi, đi coi chỗ nào không tu cho anh trừng phạt cho nó biết. Giống như mà nếu mà không có được thì sợt cái chuông kia là sợi dây gió cái đứt luôn là rồi xong đó. Cô biết nhiêu cô giảng nhiêu thôi. Cô giảng bằng cái là tâm của cô, bằng cái trên mẹ cho cô biết, cô nói ra thôi. Cái gì đó thì đó. Bởi vì trong sấm giảng thầy có nói gì nè cô Năm, khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày trôi qua, nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liễu mai, mới là liễu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, động coi thiên thánh lâu dài quốc dương. Bởi vì trì trí tu mà tu lơ mơ là cũng như như là liễu mai thôi, chứ chưa có chắc. Phải tu cho quyết chí, cho thành tâm thành lòng thì mới được coi lầu đài, coi hội, coi hàng, coi tiên, coi thánh. Còn mình tu mà lơ mơ lững thững giống như liễu mai thôi, không biết được hay không. Còn mình quyết chí thẳng một đường đi tới thì mình sẽ được coi lầu đài, coi hội, coi hàng, coi tiên, coi thánh.
như là bây giờ chúng sanh như là cái sợ cái chuông mà treo sợi chỉ mạnh, chúng sanh mình đang bây giờ nè, bà con mình trong cái nước Việt Nam mình nè, cô không có nói nước ngoài nha, bị nước ngoài bây giờ nói chung ai cũng biết hết trơn rồi, cả thế giới trong Việt Nam mình ai cũng coi thời sự cũng biết hết trơn luôn. Bây giờ mình nói trong nước Việt Nam mình cho người dân của mình tu, bây giờ con nít nó cũng mấy đứa đi học 17, 18 nó cũng biết thế giới mình như thế nào, nó biết hết trơn rồi đó. Đúng rồi, đó màn này á là màn trời chiếu đất. Bữa đó cô đi trên núi không có mấy đứa con đi, chưa bao giờ mà cô vô chỗ cái điện Quỳnh Lâm ấy. Bữa đi đó ngủ đi đó hen, bữa cô đi đó cô ngủ đi đó, chưa bao giờ. Bữa đó cha xuống điện với thầy, thầy mà gơi lệ không đó, gơi lệ mà con nói không được. Thầy nói màn trời chiếu đất thương chúng sanh không biết sao cho kể, mà nghẹn ngào chưa bao giờ mà thầy điển gì cho cô mà thầy khóc. Bữa đó đập luôn, màn trời chiếu đất thương cho chúng sanh chưa ăn năn hối cải, thầy nói vậy luôn. Tới đây màn trời chiếu đất lâm ly bi đát, thầy mới ra một cái đơn cái câu đó mà nghẹn ngào nói không được. Bữa đó đó, bữa đó gỗ mấy con đi đi dữ dằn luôn. Bởi vì câu giảng trình trần gian kiến thấy phù vàng đè cánh múa đồng thập thánh là ý nghĩa gì? Thì đến đó con biết không, lọc lừa sàng sảy hết những người tàn bạo rồi, còn những người hiền lương nhân ái đó, lúc đó mới được vào giờ hồi hôm qua mới coi được, coi họ có hàng có tiên có thánh, phụng hoàng xè cánh múa là mình còn tu được, mình mới sống đến đó mình mới xem được cái đó. Còn người không tu chết hết rồi đâu có còn sống đâu mà coi. Ban thưởng những người tu đó được coi tiên coi Phật coi thánh, rồi được vào giữa hội long qua mới hợp với tiên thánh. Lúc đó đó, trên năm non rồng bụng tốt tươi miền bảy núi sau nhiều báu quý đó, là lúc mình sống mình còn sống mình mới coi được cái năm non đó. Là núi nước ra đó mình mới coi được ngọc ngà châu báu của trên năm non. Còn người không có tu chết hết trơn đâu có coi được. Bởi vì thầy nói rồi, bây giờ phải lọc đặng cho người tu nó mới hưởng. Bây giờ đang lộn xộn thầy cũng nói vàng thao lẫn lộn, phải lọc ra đó. Cô Năm nói vàng thao lẫn lộn, cô có mấy câu này xin đọc để nhà cô Năm chia sẻ thêm. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sau lọc lại dứt tì cũng chê. Là bây giờ như thế nào? Dứt tì là như vậy, để cô nói con nghe. Thí dụ bây giờ á, đồng đạo thì rất là đông, mình nói đồng đạo mình đi hang, huynh đệ đồng đạo của mình rất đông, nhưng mà tu á không có đúng thì có dích thì cũng lựa ra, dích thì bỏ ra, là có nghĩa là nói những người tu không đúng đạo thì có đạo, ăn chay thì có ăn chay, cúng lại thì có cúng lại, nhưng trong cái lòng không có giống như cái bề ngoài là gọi là dích tì. Vàng thao lẫn lộn đến đó lựa ra, dích tì cũng bỏ luôn, là những người tu không có đúng đó con. Tu là mình phải sửa cái tâm, tu bề ngoài bề trong nó giống bề ngoài, mặc áo giặt hò thì mình phải trong cái tâm mình phải giống cái bộ đồ đó. Thì thầy nói tu tâm chứ đừng tu tướng đó. Thì nếu mình có tướng thì mà làm cái tâm nó giống với cái tướng thì mới đúng, là nó không có gọi dích tì đó. Còn không đúng là dích tì cũng lựa ra luôn, chứ đâu phải mà thấy con thấy tu gì mà được hết đâu. Từ cái tâm nó phát ra, ví dụ giờ con mang một bộ đồ, con cũng bới tóc, con cũng đạo và hảo, nhưng mà tâm còn tham, tham danh, tham lợi, tham tiền. Làm cái này là có lợi cho mình là làm, còn thấy không có lợi là không làm. Cái đó là tu dích tị đó. Với lại như gì cô Năm, một người tu mà làm chuyện coi như là có lợi cho mình đi,
mà có hại cho tiếng tâm của đạo của thầy cũng gọi là dứt tỳ luôn. Dứt tỳ bỏ luôn. Mà những người con biết không, nói mình là đạo mà mình làm cho cái đạo mình hư là tất nhiên người đó không phải đạo. Tội nặng hơn người thường. Tội nặng hơn người thường. Cái đạo đâu có dạy con người mình xấu, mà mình đem cái đạo ra mình làm cho nhơ cái danh đạo của mình. Con người mình làm xấu là mình làm, chứ không phải cái đạo làm xấu. Mà mình đem cái đạo mình ra rồi mọi người không biết mới phỉ báng cái đạo, rất là tội nặng luôn. Mình đừng xưng mình là đạo hảo. Còn nếu mình xưng mình là tín đồ đệ tử của thầy, là Phật giáo hảo, thì mới phải làm cho đúng lời thầy dạy, mới gọi là đúng. Tốt cho cái hành đạo. Đó, phải tạo cho cái mối đạo mình không ai khinh dễ, không ai nói một con sâu làm sầu nữa canh. Mượn cái đạo mà tạo cái đời, cái người đó cả đạo mình chịu ảnh hưởng. Rồi chẳng những cái người ngoài đạo người ta nói cái đạo mình xấu nữa, là rất là nặng tội luôn. Chẳng thà tôi nói tôi không đạo, tôi làm gì cũng được. Mọi người tất cả không ai chửi cái đạo mình được. Còn mình nói mình đạo thầy, mình đệ tử của tín của Phật của thầy, mà mình làm gì đâu, để cho người ta chửi cái đạo mình hoài, đâu có được, là tội nặng luôn. Đạo đâu có dạy mình làm xấu, mình làm xấu là do mình làm. Mà mình đem cái đạo ra rồi mình nói cho người ta, cho người ta hạ nhục, ta phỉ báng cái đạo của mình, là rất là tội nặng. Theo như cô Năm vậy thì cái người tu mà nói đạo mình là mình là người đạo, tự xưng là người đạo mà mình đi tranh chấp hơn thua, mình sang si gì có được không cô Năm? Đâu có được. Thầy dạy, thầy nói nè, nếu mình là một tín đồ Phật giáo bảo, mình phải theo cái giáo lý của thầy mà mình hành cho đúng. Thầy nói nè, chi ai cứ phải thì làm, sao nè ai phàm ai thánh thì biết, dù người đó làm không đúng cũng để tại người ta, mình soi xét mình làm cho đúng. Người đó làm không đúng để đó, mình không cũng nên không phân bua, mình cũng không nói đúng hay sai, làm mới đúng là tín đồ Phật giáo bảo. Thầy cũng dạy mình rồi mà mình không nhìn cái giáo lý để mình hành. Thầy đâu có cho mình đi là giờ người đó không đúng thì cũng có các vị ở trên người ta phân xử, đâu có cái lực của mình. Lực của mình là mình lo cho nó đúng cái tâm và mình hành đúng cái giáo lý của Phật giáo hòa hảo của thầy mình đi. Rồi ai đúng hay sai để đó, sau này cũng có người phân xử thôi. Mình biết mình đúng hay chưa mà mình nói người đó sai. Nên là thầy mới nói một câu, việc chi ai cứ phải thì làm, người đó làm không đúng cũng cãi người ta, mình lo mình làm cho đúng là mới đúng là tín đồ Phật giáo bảo. Chỉ còn một câu là ai chửi mắng thì tai giải, ở cho người hết giải thoát quy không được thì tai họ. Đó đúng rồi. Mình lên chửi lại chi? Dầu cho ai nói mình nói xấu nói xa mình cũng nhẫn nhịn. Phật thầy có dạy một câu rất là đơn giản mà nó sâu xa. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa, mà đi tranh đấu với nhau còn đâu nữa nhẫn. Người này nói vậy kia, đấu đá với nhau nhẫn gì nữa nhẫn thì đi tới đâu. Cô này hăng, nếu mà cô không nhẫn được, người ta chửi cô rất nhiều luôn, mà cô cũng nhẫn nhịn. Tại vì mình tu theo giáo lý của thầy, mình phải học theo, mình phải gán tập để mình nhẫn nhịn. Mình cũng biết giận chứ, nhưng mà vì tôi tu tôi không nói thôi, tôi nhịn chứ không phải tôi ngu. Giống như ông Pháp Hòa ông nói, chị chửi tôi biết chứ không phải tôi không biết, nhưng mà tại vì tôi tu nên tôi nhịn chứ không phải tôi ngu. Mình đây cũng vậy, mình cũng biết người ta nói xấu mình cũng buồn, nhưng mà mình học cái giáo lý của thầy của Phật thì mình gán nhẫn nhịn. Thầy nói học xong có một chữ mà con thấy có một chữ thôi mà rất là nhiều. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa, mình gán nhịn nhẫn đi, nhẫn nhịn đi thì đến đó. Bởi vì mình tu rất là nhiều người phỉ báng, nhưng mà nhẫn được là con mới đắc đạo. Người ta nói một câu mình phải ra mình làm cho lợi gan mình, còn gì đâu nữa nhẫn. Dù ai nói xấu nói xa, một lòng vững dạ, mình biết mình làm đúng là được rồi. Mình làm nè, mình phải coi mình làm đúng hay sai, mình biết luôn đó, mà không biết đâu.
Mình làm bữa nay vậy là mình không đúng, bữa sau mình sửa lại làm cho đúng, biết hết trơn à. Nên là người ta nói gì kệ người ta, mình thấy mình làm đúng là được. Chứ mà con mà săn lên hen nó thì cũng mấy năm nay là cô cũng tơi tả rồi đó, cố gắng nhịn dữ lắm, nhẫn nhịn để mà mình tu. Gán nhẫn trong phần dù khó nhẫn. Ừ đó, con thấy không? Đâu phải mà mình tu mà mình không nhẫn được rồi làm sao mà tu gọi là tu. Yeah. Tu thì có một chữ nhẫn, không cần nhiều. À, cô thấy đấu đá nhau quá, bây giờ đấu đá nhau quá. Với lại con xin hỏi cô năm gì? Bây giờ con lấy thí dụ thôi nha. Lấy thí dụ là cô đi, thì khỏi nói ai. Giờ người ta chửi cô như vậy, mà cô đi lên, cô nói lại, mặc dù cô không chửi, vậy cô đúng hay cô sai? Thì mình nói lại là cũng sai rồi đó. Cũng như mình cũng mình nói chứ mình không có chữ, mà tất nhiên mà còn phân bua. Mình còn là tranh đua với nhau. Tôi nói vậy là tôi không là tôi đúng, quý vị quá. Nói vậy là quý vị không đúng. Là cũng còn phân bua, nên không có nhẫn. Nhẫn là tất cả, dầu ai nói mình xấu mình cũng nhẫn luôn. Nhẫn nhịn đó. Bởi vì thầy mới nói người ta chửi mắng mình thì mình giả điếc. Đợi người hết giận mình mới nói, mới phiên thì lúc đó. Ai nói giả điếc hôm qua con kể cô Năm nghe chuyện. Con đang đi quay từ thiện ở ngoài á, có bà cô đó, bà nói á, trời ơi mấy chú này tốt quá, đi quay gì quá tốt, làm việc thiện nguyện. Cái con của cô đó mới nói, mấy nó mà có gì đi lấy tiền của người ta không á, cho không á, chứ nó có các bạc nào. Cũng đúng, anh nói cũng đúng, tại vì mấy con đi quay thì chỉ đi thôi, tiền của Mạnh Thường Quân thôi, thật sự ra mình cũng đâu có ngàn nào đâu, mình đưa vô đâu. Nhưng mà nói như vậy đúng không? Thật chắc ra Dương Cầm đi đâu, tiền xăng tiền này kia đi cả ngày, thậm chí xe bữa hổm hưa 7-8 triệu bạc, ai đây? Ai đưa ra đây? Tiền của ai sửa xe rồi đi lên núi tiền này tiền kia tốn đủ thứ. Mặc dù mấy anh con không có bỏ tiền ra để giúp vô đó, nhưng mấy anh con cũng đổ xăng đi đầu này đầu kia, chứ đâu phải mà. Nhưng mà cái lấy người nước nói lạnh cũng đổ vô không đâu có đúng. Nếu không có mấy chú YouTube này làm sao mà có cái nhịp cầu. Cái nhịp cầu này là bắt tới các nước thế giới. Nhờ cái nhịp cầu này đó là các nước mới biết Việt Nam mình, mới gửi tiền về mới làm việc thiện. Nếu không có mấy chú YouTube này, mình nói người nào có người, có người thì cũng trục lợi. Có người ta làm bằng cái tâm, chứ đâu phải ai giống vậy. Bây giờ đi nè, bây giờ nói cô nè, chấm mai nè. Ví dụ giờ cô làm từ thiện nè, ví dụ Mạnh Thường Quân này gửi 20 triệu chọn lẫm, rồi cô đi á, lấy tiền ra đổ phải... Cô cũng 20 triệu chứ mình có lấy lên ngày cô nào. Cô có dám đó. Lấy ra đổ dầu rồi xuống dưới mình đọc lên, rồi Mạnh Thường Quân gửi 20 triệu mình đọc lên đó. Rồi mình phải bỏ tiền túi mình đổ dầu mình đi đó, đổ xăng đi đó. Mà xe của cô là xe đổ là từ 500-700 ngàn, 1 triệu. Bởi vì nghe cô nói cái câu nhẫn, cái con mới nhớ là hôm qua là con nghe mà con giả điếc. Con đi vô luôn, thôi kệ ai nói đi, ai đâu biết đâu. Bởi kệ người ta. Anh bố cũng là nãy nói nghe thấy nó buồn gì đâu, là kệ đi, người ta nói đúng mà, mình đâu có bỏ chứ ngàn vô mà, đâu đó đâu. Bởi vì con nói đâu phải mình đi đây lại cũng cho tiền mình đều hết đâu. Người này cho, người không cho, mình lấy người này mình đắp qua người này. Mình làm cái việc thiện mà. Đó. Có người có lòng thì mình có tiền đổ xăng, rồi không thì có người thì mình cho tự đổ con gửi cho cô 2-3 triệu cô đổ vào thì mình lấy cái ví dụ cái đợt trước mình không có tiền lấy người này đắp qua đó mình đi. Mình đã mình xả thân rồi thì mình đắp qua đắp lợi, chứ đâu có ai phải mỗi người cho hết đâu con. Bởi vì nếu mà mình mà không nhẫn nhịn á, hay không giả điếc á, thì chịu qua mấy con nhảy ra hỏi rồi. Nói chuyện cũng như mà mình nói để phân bua với người ta rồi mà không có. Bởi vì á, mình ở đây á, thì cũng nương theo thầy là ai chửi mắng hay gì giả điếc hết. Bởi rồi con nếu mà vậy? Quen thì mình khuyên, không quen thì thôi kệ ta. Rồi chứ học theo cái câu của thầy là ai biết chi việc phải cứ làm. Biết đúng mình làm thôi chứ. Mình làm thấy mình thấy lương tâm mình đúng là mình làm, ai nói kệ. Ở trên người ta biết ấy thôi. Ai nói kệ. Con mà nghĩ vậy nè, là 4 năm nay đó là mấy ông thầy cũng chửi con dữ lắm, nhưng mà cô không có màng. Cô nói vẫn nói hoài
cô vẫn nói hoài, ai chửi phần nào người nào chửi, chửi người nào nghe nghe, không có quan tâm. Mình quan tâm làm sao mà cô nói á, cho bà con mà 10 người tu được 5 người cô cũng mừng rồi đó. Cô cũng rất là mừng rồi. Dạ, bởi vì chị qua anh Phú anh nói sao nghe nó đau lòng quá. Là có gì đâu. Mình cũng có cho tiền ngàn nào đâu, khi mình nào đây mà là mình gặp đây người là nào quá khổ đi á, mới đưa là lương ngàn, là lương của Trung Quốc, của nước ngoài. Chứ đâu phải lương của mấy người Mạnh Thường Quân. Yeah. Mạnh Thường Quân là cái nhịp cầu. Dù như YouTube đưa lên thì ở ngoài nước ngoài thấy thì mới gửi, nhờ YouTube gửi về cho cô Năm là làm việc thiện đó. Chứ không có YouTube này ai biết. Nhiều người ta không biết, tôi nói mấy người YouTube mình là toàn là lấy tiền của mình đi quân thương. Ừ. Nói mình nhận tiền. Là YouTube đây là lãnh lương, là lương của tiền nước ngoài. Còn là một cái nhịp cầu yêu thương. Ví dụ các Mạnh Thường Quân có thương đó, thì tội nghiệp YouTube đi đổ xăng thì giờ gửi cho cô Năm 5 triệu cho YouTube 500 đổ dầu đổ xăng. Đó là có. Yeah. Chứ người ta gửi gì, người ta gửi nó không cho thì ví dụ gửi Dương Trầm đem cho cô đem đủ, nó đâu có em lấy lận. Gửi 5 triệu là đưa đúng 5 triệu, thiếu 1 ngàn cũng không dám thiếu nữa. Đó. Sợ nay Mạnh Thường Quân lên người ta thấy người ta rồi đâu còn lòng tin nữa đâu. Ví dụ con biết không, ví dụ như người nào ở nước Mỹ là Nguyễn Thị A gửi 5 triệu thì cô cũng ghi vô nói này là các nhà, thì cô ghi vô khi mà cô bàn giao nhà cô đọc Nguyễn Thị A 5 triệu, mình có dám đọc 4 triệu không? Rồi mình lấy ra tiền rồi mình đắp vô đây, mình cất nhà. Với lại có nhiều người á, người ta nói thôi đi cưng khỏi cần đọc gì á, mà con còn phải là chị ở đâu đặng em biết người giấu tên ở đó, chứ không dám nói tầm bậy nữa mà. Thôi còn rất nói là gì đâu. Nói gì chứ làm việc thiện này rất là khó con, khó lắm. Nhưng khi á, cô thì đông người quá, cái sót một tên á, mình quên đọc á, là hoặc quên ghi vô, ví dụ người này một người mà gửi các nhà rồi gửi phóng sanh rồi gửi gạo nó ba cái mà một người, cái mình quên đi mình ghi phóng sanh gạo rồi còn quên các nhà, quên ghi vô, ví dụ vậy đó, đọc lên không có người ta hỏi liền đó. Đúng không phải sao? Bởi vì cô nội cô làm sổ sách thì biết cô cũng nhức đầu sợ vậy đó, không phải mình làm đâu ra đó rõ ràng. Bởi vì cái nỗi lòng nó cũng khổ lắm mà con biết quý vị ơi, chứ không phải sung sướng gì đâu mà quý vị làm móc như mẹ. Như YouTube làm đây thì lãnh lương nước ngoài mà cũng khổ tâm. Biết rằng đi làm có tiền đó, nhưng mà tiền của nước ngoài người ta trả lương chứ đâu phải mình được quân trả đâu. Có tiền gì, tháng rồi con có 4 triệu mấy quay cô đó, có 4 triệu mấy đó, đủ tiền xăng đi nữa mà vẫn vì đam mê thôi, đi làm thôi. Nhiều khi người ta không nói, người ta không biết, ta nói này đâu tiền. Tại chắc tháng rồi 40 mấy thiếu tiền đổ xăng luôn á. Nhưng Phú mấy năm nay có được. Ông Phú có tiền bạc gì đâu. Lâu lâu có Mạnh Thường Quân cho vài trăm đổ xăng vậy chứ có tiền thì bạc gì đâu. Thì nói chung mà Tết á cô á, mà Mạnh Thường Quân nước ngoài đã gửi về cho cô, cho cô cũng cho ăn hai YouTube này. Không nhiều ít, ít cũng có là gai gì đó. À, còn có Mạnh Thường Quân cũng thương lắm, nói để con gửi qua cho Dương Cầm để cho nó có cái tiếng lên, cho nó nổi lên á. Gửi cho cô rồi, đợt sau gửi Dương Cầm, nói để con gửi Dương Cầm nặng cho nó có cái kênh nó lớn lên, cho nó gặp lại nó có thể. Mình nghe những cái câu mà thầy nói rồi mình mới chiêm nghiệm lại là đúng hết, mình áp dụng được. Có nghĩa câu là ai chửi mắng thì mình giả điếc, rõ ràng chịu qua người ta nói, người ta cố tình ta nói lớn lớn cho mấy con nghe đó, mà thôi con giả bộ con đi vô luôn, coi như mình không nghe. Ta nói là chuyện của người ta. Mình giả điếc đi. À, giả điếc. Mình không nghe, mình nghe cái mình buồn phiền không mất công. Rồi cái nói ta là người quấy, ta cũng ta cũng chịu tiếng lời. Rồi cái học thêm cái câu mà ai biết chi việc phải cứ làm, mình biết việc phải mình làm mà. Mình làm sao mình phải là mình làm, ai nói cậy đi. Bởi vì không cần phải tranh đấu hay lên hơn thua mình hay làm nói để sao làm mà gì cho nó mệt. Cái tâm mình biết là đúng. Mình làm mình biết hết trơn à. Mình làm sao mình thấy mình làm gì đúng là mình làm. Còn mình thấy không đúng thì mình không làm. Bởi vì cái tiêu sống của con rất là bình thường. Đó là mình đang làm trời đang nhìn. Làm sao cho trời Phật nhìn xuống mà thấy mình đừng có mà ôi thằng này được đó là được, còn thằng này không được đó mệt lắm, bởi vì nhiêu đó thôi. Bây giờ ấy là cũng như là chúng sanh đang khổ, mà mình là một cái nhịp cầu yêu thương,
để các nước gửi về mình đi giúp tận tình như cô bây giờ, cô già nè. Đúng cô không đi đó, nhưng mà phải đi đó con. Tại vì ở trên là ban giao sứ mạng, còn nói tới đây còn nhiều. Mới nói rồi, từng rồi mẹ nói, tới đây con còn phải đi nhiều. Thế cô mới nói với chú, đi đi đâu nhiều nữa không, đi hoài chẳng biết đi đâu nữa. Mà thiệt bây giờ, không phải là mình trong tỉnh An Giang, bây giờ ra ngoài tỉnh rồi nè. Rồi còn mới đây nè. Mẹ nói con phải đi Hà Nội. Mình mới đi công đảo sứ mạng mình rồi về đây lo đi phát gạo phát cho bà con, rồi chưa có tiền đâu mà đi Hà Nội, mà lệnh phải đi gấp nữa đó. Cái này gấp là nhiều việc, bởi vì cũng... Rồi thì cũng cảm ơn cô Năm đã chia sẻ Phật pháp cho bà con. Thì trước khi kết thúc clip này thì mong cô Năm gửi lời chào đến bà con ạ. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Thì cô Năm á, kính chúc cho bà con trên cộng đồng và quý đồng đạo của mình trong cái đạo huynh đệ dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo hạnh để tu, để khi mà đến hội Long Hoa đó mình cùng nhau gặp trong cái giờ hội Long Hoa mới là vui. Thì đồng đạo mình thì nói chung là huynh đệ đồng đạo, còn nói riêng là các bà con ở trên cộng đồng trong nước ngoài nước, nhiều những người chưa có trong đạo thì mình cô cũng chúc cho bà con phải tu tiến lên để cho mình đến hội Long Hoa mình gặp cùng nhau hết là mới vui, dìu dắt lẫn nhau. Cô mong cho bà con gán tu trên con đường tu tập tiến lên, bây giờ tu rất là dễ, cô mong bà con tiến lên. Mô Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật, cảm ơn cô Năm.